Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Bạn là học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng đang muốn tìm cho mình một chiếc laptop với các tiêu chí như cấu hình tốt, thiết kế đẹp mắt, mỏng nhẹ, đặc biệt là màn hình phải đẹp cùng nhiều tính năng tối ưu cho công việc văn phòng. Vậy thì trong tầm giá 20 triệu thì mình sẽ đem đến cho các bạn một lựa chọn lý tưởng: Acer Swift 3 cùng với hai cấu hình siêu mới đến từ AMD và Intel. Giờ cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé. Cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này đó là Acer Swift 3 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản, đặc trưng cho các dòng máy đến từ nhà Acer nói chung và series Swift 3 nói riêng. Và vẫn là các đường nét bo tròn góc cạnh cùng tông màu xám bạc hiện đại. Còn phiên bản AMD thì sẽ có màu hồng rất phù hợp với chị em. Logo Acer sáng bóng nổi bật ở cạnh trên của nắp máy, vừa tạo điểm nhấn thương hiệu vừa giúp tổng thể thiết kế của chiếc laptop không quá đơn điệu. Và phần vỏ và khung máy được làm bằng kim loại chắc chắn, bền bỉ để giúp bảo vệ các linh kiện của máy trước những tác động từ môi trường bên ngoài, đồng thời mang đến cho Swift 3 một diện mạo cao cấp sang trọng. Là chiếc máy hướng đến đối tượng người dùng là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, nên Acer Swift 3 sở hữu cân nặng siêu nhẹ chỉ 1,2kg, độ dày 15.9mm, chuẩn form một chiếc laptop văn phòng trẻ trung nhỏ gọn, các bạn có thể dễ dàng mang đi sử dụng ở bất cứ đâu, phục vụ cho công việc, học tập, giải trí. Tiếp theo là về màn hình. Nếu như Swift 3 phiên bản AMD sử dụng màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, thì bản Intel với mức giá nhỉnh hơn một chút nhưng được trang bị màn hình sắc nét với độ phân giải QHD 2560x1440, tấm nền IPS, tần số quét 60Hz. Chưa hết, chúng ta sẽ có màn hình có độ sáng lên tới 300 nits, đạt 100% sRGB, đem đến chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét sống động. Và các bạn hoàn toàn có thể xử lý các tác vụ đồ họa liên quan đến màu sắc trên chiếc màn hình này. Đặc điểm chung của hai phiên bản đó là thiết kế viền màn hình siêu mỏng, cạnh trên được trang bị webcam thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Và ở đây thì bên cạnh đó thì công nghệ màn hình độc quyền Acer ConfiView cũng được tích hợp với độ tương phản tốt, mang đến chất lượng hình ảnh hiển thị mượt mà hơn, giúp các bạn có thể đắm chìm vào những khung hình sống động cho dù bạn ở trong điều kiện ánh sáng khắc nghiệt. Và ở đây thì mình thấy Acer rất biết cách chiều lòng người dùng khi đem đến lựa chọn đa dạng về cấu hình. Và với phiên bản Acer Swift 3 đến từ đội xanh, chúng ta sẽ có chip Intel thế hệ thứ 12 mới nhất, Intel Core i5-1240P, card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Còn với phiên bản đến từ đội đỏ thì sẽ được trang bị AMD Ryzen 5 5625U và tích hợp cặp màn hình AMD Radeon Graphics. Và có thể thấy dù với mức giá rẻ hơn thì cấu hình của Acer Swift 3 phiên bản AMD vẫn rất mạnh mẽ, ổn định với dòng chip U tiết kiệm điện, thậm chí còn sở hữu cả đồ họa tích hợp khỏe hơn, đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc cơ bản cho đến các tác vụ nâng cao hơn như chỉnh sửa hình ảnh trên Photoshop AI, dựng video cơ bản hay chơi các tựa game nhẹ. Ngoài ra các bạn sẽ có 16GB RAM, ổ cứng SSD 512GB, có thể đáp ứng nhu cầu dùng lâu dài mà không cần phải nâng cấp. Xuống đến phía bên dưới là phần bàn phím thì Acer Swift 3 được trang bị bàn phím tiêu chuẩn, các phím có kích thước lớn, hành trình phím vừa đủ, mang lại cảm giác êm ái và thoải mái khi xử lý các tác vụ văn phòng như gõ văn bản. Bên cạnh đó là phần touchpad có kích thước rộng vừa đủ, bề mặt nhám, cảm giác tracking tốt, các bạn hoàn toàn có thể thao tác vuốt 2-3 ngón tay thoải mái, độ phản hồi cao. Và điểm nổi bật của bàn phím là được trang bị thêm đèn nền giúp người dùng dễ dàng sử dụng trong không gian thiếu sáng, đặc biệt là trang bị cảm biến vân tay giúp thao tác mở máy dễ dàng, nhanh chóng và tăng tính bảo mật cao hơn rất nhiều cho chiếc laptop. Và Acer Swift 3 được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ, bao gồm hai cổng USB Type-C, hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI và một jack audio combo. Tổng kết lại thì Acer Swift 3 là một chiếc laptop học tập văn phòng đa dụng với thiết kế nhỏ gọn hiện đại cùng cấu hình đa dạng đến từ hai nhà Intel và AMD, thì đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.